Các em thân mến, vừa rồi thầy đã trao đổi với các em về phương trình đẳng cấp. Hôm nay chúng ta bước sang bài mới là phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 và một hệ quả của nó là phương trình Bernoulli. Nhưng hôm trước còn nhiều nội dung của phương trình đẳng cấp mà chúng ta chưa trao đổi xong. Hôm nay trước khi bước qua phương trình tuyến tính, thầy sẽ nhắc lại với các em và cho thêm các em những ví dụ về phương trình đẳng cấp. Và bây giờ mời các em theo dõi tiếp trên màn hình. Đây là ví dụ mà hôm trước chúng ta đã nói qua rồi. Bây giờ chúng ta nói lại cách 1 nhanh và sau đó chúng ta sẽ bước sang cách 2. Ví dụ giải phương trình x bình phương trừ 2xy nhân dy trừ x nhân y nhân dx bằng 0. Phương trình này chúng ta đặt là phương trình 8. Bây giờ chúng ta sẽ giải cách 1. Cách 1 thì nó sẽ dài hơn cách 2. Nhưng mà chúng ta giải cách 1. Cách 1 chúng ta sẽ đặt u bằng y chia x đó. Nhưng mà trước hết chúng ta xét xem x bằng 0 có là nghiệm hay không nào. X bằng 0 thì cái này bằng 0 nè. Cái này bằng 0. Vậy x bằng 0 là nghiệm. Trong trường hợp x khác 0, chúng ta chia 2 vế cho phương trình 8 này cho x bình phương. Thì chúng ta được là 1 trừ 2 y chia x. Cái này chia x bình phương là trừ y chia x. Trong cái phương trình này chúng ta thấy rằng chúng ta có thể đặt u bằng y chia x. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt u bằng y chia x và giải phương trình chính thôi. Trường hợp x bằng 0 chúng ta để riêng ra. Chúng ta đặt u bằng y chia x. Chúng ta nhân hai vế cho x lên, chúng ta được là y bằng u nhân với x. Như một công thức tính đạo hàm hàm tích của lớp 12, chúng ta có y phẩy thì bằng x phẩy nhân u cộng u phẩy nhân x. Thì ở đây dy sẽ bằng u dx cộng x du. Chúng ta thế cái này vào đây và thế u bằng y chi x vào đây, phải không? Thì chúng ta có phương trình chính của chúng ta sẽ trở thành 1 trừ 2 u dy thay bằng u dx cộng x du. Y chi x là thay bằng u, dx giữ nguyên. Thì chúng ta có phương trình chính là phương trình này. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn phương trình này bằng cách đặt dx làm thừa số chung và đặt du làm thừa số chung. Các em thấy này, nếu đặt dx làm thừa số chung thì các em có là ở đây là 1 nè trừ 2u bình phương dx, phải không? Ở đây là 1 nhân với u dx là u dx trừ u dx là mất nè. Đó. Còn cái này các em có là 1 trừ 2u nhân cho x du, phải không? Rồi bây giờ các em theo dõi tiếp. Cái phương trình chính của chúng ta được rút gọn lại như sau. Phương trình chính rút gọn lại là được 1 trừ 2u nhân x du trừ 2u bình phương dx bằng 0. Trong phương trình này các em thấy rằng khi u bằng 0 thì sao nào? U bằng 0 thì u là hằng số, này du bằng 0, cái này bằng 0, cái này bằng 0, do đó u bằng 0 là nghiệm. Trường hợp u khác 0, chúng ta sẽ chia 2 vế cho u bình phương và chia 2 vế cho x. X ở đây chúng ta đã cho x khác 0 rồi, x bằng 0 đã là nghiệm, chúng ta xét riêng rồi. Bây giờ chúng ta chia 2 vế cho u bình phương nhân với x. Thì cái này chúng ta được là gì nè? Chúng ta được là 1 trên u bình phương. Chúng ta nhân 2 vế cho trừ 1 đó. Thì chúng ta được là trừ 1 trên u bình phương. Chúng ta có cái này là trừ 2 chia u nhân cho trừ 1 là được 2 chia u. Chia cho x là mất x còn du. Còn cái này chúng ta chuyển ở bên phải, chúng ta chia xuống, chúng ta được là 2 dx chia x rồi nhân cho trừ 1. Chúng ta được là trừ 2 dx chia x. Thì giờ lấy tích phân 2 vế thì chúng ta được. Tích phân cái này là gì? Trừ 1 trên u là bình phương là 1 trên u. Tích phân cái này là 2 lần log trừ đối của u hay là log u bình phương. U bằng 0 chúng ta giữ nguyên. Tích phân cái này là 1 trên u, cái này là log u bình phương. Cái này là trừ 2 lần log trừ đối của x, hay là chúng ta biết là trừ log x bình phương cộng với c1. C1 chúng ta đặt là log của c với c dương. Log a trừ log b thì bằng log a chia b.
và chúng ta viết lại về cái dạng là log em bằng log anh, thì bây giờ 1 trên u chúng ta viết lại thành là log của ơ mũ 1 trên u. Cái này là log a cộng log b là bằng log a nhân b. Ở đây chúng ta có log em bằng log anh, thì chúng ta có em là cái này nè, bằng anh là cái này, với c dương, c là một hằng số dương bất kỳ. Và như vậy chúng ta sẽ thay u bằng y chữ x vào, thì chúng ta có u bằng 0 thì tương đương với y bằng 0, u bằng y chữ x thì ơ mũ 1 trên u tức là ơ mũ x trên y. Chúng ta đơn giản hai vế cho x bình phương, bên này có c trên x bình phương, bên này y bình phương trên x bình phương, đơn giản đi. Vì với c dương chúng ta kết hợp với nghiệm x bằng 0 hồi nãy nữa, thì chúng ta có nghiệm của phương trình của chúng ta là x bằng 0, 2y bằng 0, 2y bình phương nhân với ơ mũ x chia y bằng c với c dương. Đây là cách thứ nhất, tức là chúng ta đặt u bằng y chia x. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cách 2, đặt ngược lại là v bằng x chia y, thì cách 2 của chúng ta sẽ đơn giản hơn cách 1. Và các em theo dõi tiếp cách 2. Bây giờ ở phương trình này chúng ta muốn chia cho y bình phương, thì các em xét xem coi y bằng 0 có là nghiệm hay không nào. Y bằng 0 thì y là hằng số nên y bằng 0, cái này bằng 0. Y bằng 0 thì cái này bằng 0. Do đó rõ ràng y bằng 0 là nghiệm của phương trình 8. Do đó chúng ta cho y bằng 0 rồi sau đó chia hai vế cho y bình phương. Y bằng 0 là nghiệm, rồi chia hai vế cho y bình phương, chúng ta được x chia cho y tất cả bình phương trừ 2 lần x chia y, và cái này là trừ x chia y. Bây giờ chúng ta để y bằng 0 riêng và chúng ta chú ý giải cái phương trình chính phải này thôi. Tương tự như trên, chúng ta sẽ đặt v bằng x chia y để giải phương trình chính phải này. Bây giờ chúng ta đặt v bằng x chia y nè. Chúng ta nhân lên, chúng ta được x sẽ bằng v nhân với y. Như công thức lấy đà hàm tích thì chúng ta có x phẩy sẽ bằng y phẩy v cộng v phẩy y. Thì bây giờ dx sẽ bằng là v dy cộng y dv. Chúng ta sẽ thế dx vào đây nè các em. Đó, thế dx vào đây. Và thế v bằng x chia y vào đây, phải không? Thế v bằng x chia y vào đây. Với v như thế này và dx như thế này, chúng ta thế vào, chúng ta sẽ được phương trình chính phải sẽ trở thành, phương trình chính phải chúng ta ghi lại nè các em, phương trình chính phải sẽ trở thành gì? Cái này là v bình phương đó. V bình phương trừ 2v nè. Cái này là v, còn cái này là dx nè, đó. Dx là vdy cộng ydv. Bây giờ chúng ta sẽ rút gọn phương trình này, các em thấy coi nè, v bình phương dy trừ v bình phương dy là mất rồi đó. Do đó các em sẽ còn gì? Còn trừ 2vdy và đây là trừ vydv. Chúng ta nhân hai vế cho trừ 1 luôn đi để có dấu cộng. Thì phương trình chúng ta sẽ tương đương với vydv cộng với 2vdy. Có nghĩa là chúng ta đã nhân hai vế cho trừ 1 rồi đó. Đơn giản mà nhân hai vế cho trừ 1. Chúng ta được phương trình này. Trong phương trình này thì rất dễ dàng nhìn thấy rằng v bằng 0 là nghiệm. V bằng 0 thì cái này là 0, cái này không. Do đó chúng ta cho v bằng 0 là nghiệm. Ở đây chúng ta xét y khác 0 rồi, nên sau đó chúng ta chia hai vế cho gì? Chia hai vế cho v nhân y. Phải không? Chia hai vế cho v nhân y thì cái này còn dv. Cái này chuyển vế qua, phải không? Chuyển vế qua thì chúng ta được là trừ 2dy chia y. Lấy tích phân hai vế của phương trình này, chúng ta được là v bằng trừ log y bình phương cộng với log c, log a trừ log b bằng log a chia v. Chúng ta sẽ thay v bằng ơ mũ log của ơ mũ v để chúng ta có log em bằng log anh. Mời các em theo dõi tiếp.
Chúng ta ghi lại cái phương trình vừa rồi đó, ghi lại phương trình vừa rồi. Và bây giờ các anh để ý rằng V là bằng log của E mũ V. Log của E mũ V là log của X chia Y. Log em bằng log anh thì chúng ta có em bằng anh. Nè, X bằng 0 là nghiệm. Chúng ta để yên phải không? Y bằng 0 là nghiệm. Chúng ta V bằng 0 thì tương đương X bằng 0 đó các em. Y bằng 0 là nghiệm hồi nãy rồi. Bây giờ các em để ý cái này nè. Cái này là log của E mũ X chia Y. Log em bằng log anh. Nên em bằng anh tức là E mũ X chia Y bằng anh N tức là bằng C chia Y bình phương. Rồi chúng ta nhân hai vế cho Y bình phương. Chúng ta được là Y bình phương nhân cho E. Lũy thừa X chia Y bằng C với C dương. Thì cái nghiệm này giống hệt như cái nghiệm hồi nãy chúng ta đã giải. Và cách giải này thì ngắn hơn cách vừa rồi. Và chúng ta thấy rằng chúng ta lấy tích phân cũng đơn giản hơn. Do đó chúng ta đưa ra một nhận xét sau đây. Tức là khi nào thì chúng ta sẽ đặt U bằng Y chia X. Và khi nào thì chúng ta sẽ đặt V bằng X chia Y. Điều đó thì chúng ta có cái nhận xét sau đây. Để các em khi gặp bài cụ thể, các em biết cách đặt U bằng Y chia X hay đặt V bằng X chia Y. Chúng ta có cái nhận xét sau đây. Tức là chúng ta giả sử cái phương trình đẳng cấp cấp 1 ở trên được đưa về cái dạng đơn giản là F xy nhân dy bằng r xy nhân dx. Nếu đặt u bằng y chia x thì chúng ta sẽ thay dy. Và nếu đặt v bằng x chia y thì chúng ta sẽ thay dx. Thì bây giờ nếu muốn thay dy thì chúng ta thấy khi nào cần thay dy? Nếu f là một hàm phức tạp mà thay dy thì chúng ta sẽ có dy nhân với một hàm phức tạp thì nó ra một hàm phức tạp hơn, rối rắm hơn. Do đó nếu f phức tạp thì chúng ta không nên thay dy. Do đó chúng ta sẽ đặt u bằng y chia cho x nếu như f là một hàm đơn giản hơn hàm r. Đó. Chúng ta sẽ đặt u bằng y chia x nếu như f hàm f này đơn giản hơn hàm d. Khi đó là chúng ta nhân x lên và chúng ta sẽ thay dy. Tương tự như vậy, nếu r là một hàm đơn giản hơn hàm f thì chúng ta sẽ đặt ngược lại, sẽ đặt v bằng x chia y và khi đó dx này sẽ bị thay thế. Tức là chúng ta nhận xét rằng chúng ta sẽ thay thế dx hoặc dy. Mà nếu dy đi với một hàm đơn giản thì chúng ta sẽ thay thế dy. Nếu dx đi với một hàm đơn giản thì chúng ta sẽ thay dx, tức là đặt v bằng x chia y. Giống như hai cái ví dụ trên đó các em. Thì các em thấy là trong ví dụ 7 chúng ta có hàm f đơn giản hơn hàm d. Nên chúng ta thay dy, tức là bằng cách đặt u bằng y chia x. Và trong cái phương trình 8 thì chúng ta thấy rằng hàm r đơn giản hơn hàm f. Do đó chúng ta đặt v bằng x chia y và chúng ta thay dx. Và qua hai cái ví dụ trên chúng ta cũng biết cách khi nào cần đặt u bằng y chia x và khi nào cần đặt v bằng x chia y. Các em nhớ là đặt u bằng y chia x có nghĩa là chúng ta sẽ thay dy. Mà thay dy thì phải chọn cái hàm nhân với y là một hàm đơn giản. Đặt v bằng x chia y thì chúng ta sẽ thay dx. Và muốn thay dx thì chúng ta phải chọn cái hàm r đó là cái hàm đơn giản thì chúng ta mới thay dx. Và như vậy chúng ta sẽ qua một cái phần khác nữa. Tức là có những cái dạng chúng ta sẽ đưa về phương trình đẳng cấp. Và các em chú ý cái dạng sau đây cũng đưa về phương trình đẳng cấp. Đây cái dạng y phải bằng f của ax cộng b cộng c chia cho a
phẩy nhân x cộng b phẩy nhân y cộng c phẩy. Với cái phương trình này chúng ta có thể đổi biến và đưa về phương trình đẳng cấp được. Thì ở đây chúng ta chia làm hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là phương trình này có duy nhất nghiệm. Trường hợp thứ hai là cái hệ phương trình gồm hai phương trình này nè, vô nghiệm hoặc có vô số nghiệm. Và các anh chú ý rằng chúng ta sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp thứ nhất là D nè, là bằng định thức AB, A phẩy, B phẩy đó, khác không. Đó, trường hợp thứ nhất là định thức D này khác không. Định thức D này khác không nghĩa là phương trình đó có duy nhất nghiệm đó các em. Duy nhất nghiệm là x bằng x0 và y bằng y0. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt u bằng x trừ x0 và v bằng y trừ y0. Trường hợp này á, giống như là trong khảo sát hàm lớp 12, khi các em đổi trục tọa độ bằng phép tịnh tiến, đưa từ góc tọa độ O là 0, 0 về góc tọa độ x0, y0 vậy đó. Đặt u bằng x trừ x0, v bằng y trừ y0. Thì chúng ta nói rồi, x0, y0 là nghiệm của hệ phương trình trên đó. Thì chúng ta sẽ có là du vẫn là bằng dx, dv vẫn bằng là dy. Và chúng ta đưa cái phương trình trên về một cái dạng rất là đơn giản. Tức là nó sẽ không còn hằng số nữa. Nó không còn hằng số nữa. Đưa cái phương trình vi phân ở trên đó về một dạng đơn giản và không còn hằng số nữa. Rồi tương tự như vậy, trường hợp d này bằng 0 nè các em. D này bằng 0 á, tức là phương trình này, hệ phương trình này hoặc là vô nghiệm hoặc là có vô số nghiệm. Nếu d bằng 0 thì chúng ta sẽ đặt t bằng ax cộng bi hay là z bằng ax cộng bi hoặc là t bằng a phải x cộng b phải y. Bởi vì lúc đó cái này bằng k lần cái này này, đặt cái nào cũng được. Do đó nếu d bằng cái này bằng 0 thì chúng ta sẽ đặt z bằng ax cộng bi hoặc z bằng a phải x cộng b phải y cũng được. Bởi vì lúc đó là hai cái này tỷ lệ với nhau này các em, đặt cái nào cũng được. Đặt z bằng ax cộng b hoặc là z bằng a phải x cộng b phải y cũng được. Qua đó chúng ta biết cách giải cái phương trình vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ có những ví dụ cụ thể minh họa cái điều chúng ta vừa nói. Mời các em xem tiếp cái ví dụ này. Bây giờ chúng ta xét cái ví dụ 10. Bây giờ ở đây các em thấy là AX nè, cộng BY cộng C nè, A phải X cộng B phải Y cộng C nè, đó. Bây giờ chúng ta giải coi như hệ phương trình này nè, gồm hai phương trình này có nghiệm hay là vô nghiệm. Nói chung là chúng ta chỉ cần tính D thôi được rồi. Nhưng mà chúng ta giải nghiệm luôn để chúng ta đặt U và V cho nó tiện. Bây giờ hệ phương trình này có nghiệm duy nhất là x bằng 1 và y bằng 2. Các em cái thế vào đây thì các em thấy nè, x bằng 1 thì chúng ta có là 2 nè. 2 cộng 6 là 8, trừ y bằng 2 là trừ 4 nhân 2 là 8 là bằng 0. X bằng 1 thế đây là chúng ta có 1, y là 2, 1 cộng 2 là 3, 3 trừ 3 bằng 0. Thì rõ ràng x bằng 1, y bằng 2 là nghiệm của hệ này. Thì bây giờ chúng ta đặt gì? U bằng x trừ 1 và v bằng y trừ 2, hoặc là đặt x bằng u cộng 1, y bằng v cộng 2 cũng được. Giờ chúng ta đặt u bằng x trừ 1 hoặc ngược lại x bằng u cộng 1, v bằng y trừ 2 hay là ngược lại y bằng v cộng 2. Thì chúng ta có dx bằng du và dy bằng dv. Chúng ta thế vào đây thì chúng ta sẽ có dx là bằng du nè, dy bằng dv. Và phương trình này sẽ bằng là gì? Sẽ mất cái hằng số này đi. Phương trình cái này sẽ mất cái hằng số này đi. Do đó chúng ta sẽ có được là 2u trừ 4v nhân du cộng cho u cộng v nhân cho dv. Thì lúc đó phương trình 10 của chúng ta sẽ thành nè. Phương trình 10 của chúng ta sẽ thành là
2u trừ 4v nhân du cộng với u cộng v nhân dv như chúng ta đã dự đoán trước, không nào, không còn hằng số nữa. Bây giờ chúng ta sẽ chia hai vế cho u để đặt z bằng v chia u. Thì bây giờ muốn chia cho u thì chúng ta coi thử u bằng không cái là nghiệm không các em. U bằng không thì cái này bằng không nè, cái này bằng không. Thì chúng ta thấy rằng u bằng không thì dẫn đến là v nhân dv bằng không. Thì dẫn đến v bằng không hay dv bằng không? dv bằng không thì v là hằng số. Vậy thì chúng ta thấy u bằng không với v hằng số là nghiệm. Nhưng ở đây thôi, chúng ta không xét trường hợp riêng đó nữa. Mà chúng ta sẽ đặt z bằng v chia u. V chia u. Tương tự như vừa rồi, chúng ta nhân lên, chúng ta có v bằng z nhân u. Suy ra dv bằng z du cộng u dz. Chúng ta thế vào đây phải không? Thế dv vào đây nè. Và chúng ta chia hai vế xuống nè. Chia hai vế này cho u nè. Đó, bây giờ chúng ta chia hai vế này cho u. Rồi bây giờ chúng ta lại thay cái dv bằng z du cộng u dz. Và sau đó chúng ta sẽ thay cái này bằng z nè các em, thay này bằng z. Chia hai vế cho u rồi thay này bằng z nè, đó. Ở đây chúng ta thay dv bằng z du cộng u dz nè, z du cộng u dz. Rồi chúng ta thay bằng z. Thay cái này bằng z nè. Và cái này là 1 cộng z. Nhân cho z rồi nhân cho du. Chúng ta đặt du làm thừa số chung, chúng ta được cái này. Tương tự như vậy, chúng ta đặt dz làm thừa số chung thì chúng ta có u nè nhân cho 1 cộng z nè, đó. Bây giờ chúng ta rút gọn cái phương trình này lại một chút, rút gọn phương trình này lại. Thì chúng ta có cái này là 2 nè, trừ 4z cộng cho z là còn trừ 3z, cái này nhân là z bình phương nhân du. Cái này thì chúng ta giữ nguyên thôi, đó. Cái này thì nó có hai nghiệm là z bằng 1 và z bằng 2. Nên cái này có thể phân tích thành z trừ 1 nhân z trừ 2 này các em. Bây giờ chúng ta muốn gì? Muốn chia hai vế cho gì? Chia hai vế cho u nè. Mà ở đây chúng ta giả sử u khác không rồi. Bây giờ chúng ta lại muốn chia hai vế cho z trừ 1 nhân z trừ 2 nè. Thì chúng ta thấy z bằng 1 là nghiệm, z bằng 2 là nghiệm. Z bằng 1 thì cái này bằng 0, z bằng 2 cái này cũng bằng 0. Z bằng hằng số thì dz bằng 0. Do đó chúng ta thấy z bằng 1 là nghiệm, z bằng 2 là nghiệm. Chúng ta cho z bằng 1 hay z bằng 2 là nghiệm rồi chia hai vế cho cái này nhân với u. Các em theo dõi tiếp. Sau khi cho z bằng 1. Cho z bằng 1 là nghiệm hay z bằng 2 là nghiệm. Chúng ta chia hai vế cho 2 trừ 3z cộng z bình phương nhân với u. Chúng ta được cái phương trình này. Cái phương trình này rõ ràng là phương trình tách biến. Bây giờ chúng ta chỉ cần lấy tích phân hai vế cái này lên thôi nè. Bây giờ các em để ý là tích phân cái này là log trị đối của u. Tích phân cái này. Tích phân cái này là gì? Chúng ta giữ nguyên lại thôi, chúng ta viết lại mẫu số lại là z trừ 1 nhân z trừ 2. Cái này chúng ta giữ nguyên nè các em, z bằng 1, z bằng 2 giữ nguyên. Bây giờ chúng ta phân tích cái này ra nè. Phân tích cái này ra thành là 3 chia cho z trừ 2 trừ cho 2 chia z trừ 1. Cái phân tích này thì tất cả các em đều biết làm rồi, phải không? Giờ các em kiểm tra lại, các em thấy là nó đúng nè. 3z trừ 2z là còn z nè. Trừ 3 cộng 4 nè, cái này nhân lên là cộng 4 là còn cộng 1. Mẫu số là hai này nhân nhau đó. Bây giờ chúng ta lấy tích phân này. Tích phân này là log trị tuyệt đối của z trừ 2 mũ 3. Cái này là trừ log của trị đối của z trừ 1 mũ 2. Log A trừ log B là bằng log A chia B. Bây giờ chúng ta viết lại nè các em. Đó, chúng ta sẽ viết lại. Bây giờ chúng ta viết lại là log của U nhân với Z trừ 2 lũy thừa 3 trị tuyệt đối chia cho Z trừ 1 bình phương. Và ở này là bằng log của C1 nào đó. Hay log C, tức là bằng C1, tức là bằng log C đó các em.
lốc của xe 2 đi, lốc của xe 2 thì chúng ta có là trị đối cái bên này bằng xe 2 thì chúng ta bỏ trị đối ra nó bằng cộng trừ xe 2. Cộng trừ xe 2 chúng ta đặt là C. Ví ở đây là C khác không, nhưng mà chúng ta không nói ra mà chúng ta hiểu ngầm là ở đây C khác không này các em. Ở đây C khác không. Khi C bằng 0 thì chúng ta sẽ có trường hợp U bằng 0 là nghiệm. Chúng ta nhập chung cái trường hợp U bằng 0 là nghiệm vào. Ở đây là C thuộc R và C khác không. Chúng ta hiểu ngầm với nhau như vậy mà không nói ra, phải không? Bây giờ chúng ta theo dõi tiếp. Chúng ta viết lại cái vừa rồi thôi các em, viết lại cái phương trình vừa rồi đó. Viết lại cái vừa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ thay Z bằng V chia U, đồng thời thay U bằng X trừ 1 và V bằng Y trừ 2. Thì các em thấy rằng là V bằng U nè, V bằng 2U thì chúng ta từ từ chúng ta để ý sau. Bây giờ chúng ta xét cái này trước đi các em. Bây giờ chúng ta để ý U là cái này giữ nguyên đi nào. Chúng ta có là Z trừ 2 mà thay Z bằng V chia U thì cái này chúng ta có là gì? V trừ 2U rồi chia cho U. Chia cho U mà lũy thừa 3 ngoài là V trừ 2U lũy thừa 3 rồi chia cho U lũy thừa 3. Chúng ta đơn giản cho U là còn U lũy thừa 2. Mẫu số là V trừ U chia cho U lũy thừa 2. Chúng ta nhân tử và mẫu cho U lũy thừa 2 thì chúng ta có bên này mất cái U đi, còn bên này là C nhân U bình phương nè. Đó, các anh để ý tiếp nè. Rồi sau đó chúng ta mới thế U bằng X trừ 1 và V bằng Y trừ 2 vào. Thì bây giờ các anh thấy là gì? Cái này là còn là gì? Cái này là V trừ, phải không? V trừ cho, V trừ cho 2, 2U, V trừ 2U. Và cái này là gì? Cái này là V trừ cho U bình phương. Chúng ta nhân lên đây này các em đó. V trừ U bình phương nhân lên đây. V trừ U bình phương nhân lên. Và sau đó các em có là ở đây là có gì? V trừ 2U. V trừ 2U để đây là V trừ 2U bằng 0. Do đó chúng ta lấy cái C nữa, C bằng 0 nữa thì chúng ta bỏ cái nghiệm này đi, không xét cái nghiệm này nữa. Cái này chính là V trừ 2U bằng 0 nè. Mà ở đây có V trừ 2U bằng 0 rồi. V trừ 2U bằng 0 rồi. Do đó chúng ta không có xét cái nghiệm V trừ 2U bằng 0 nữa, bỏ cái nghiệm này đi. Nếu chúng ta lấy C bằng 0 thì trong này nó chứa cái nghiệm V trừ 2U bằng 0 rồi. Và ở đây chúng ta thế nè, thế V bằng Y trừ 2 thì chúng ta Y trừ 2 trừ cho 2U, tức là trừ cho 2X cộng 2 là còn trừ cho 2X, mất số 2 đi rồi. Ở đây là lũy thừa 3 chứ không phải lũy thừa 2 nha các em. Cái số này là lũy thừa 3 nè. Cái này chúng ta đánh máy lộn, cái này là lũy thừa 3. Cái này là lũy thừa 3 chứ không phải lũy thừa 2. Còn cái này là C nhân cho V trừ U bình phương. Thì V trừ U tất cả bình phương là V là Y trừ 2. Y trừ 2 là trừ, trừ U là trừ X cộng 1. Bây giờ thành là Y trừ X trừ 1 tất cả bình phương. Còn cái nghiệm mà V bằng U á, V bằng U thì chúng ta viết gì? Y trừ 2 bằng X trừ 1. Chúng ta chuyển vé qua, phải không? Chuyển cái số 2 qua thì chúng ta có Y bằng X cộng 1. Và cái nghiệm này đã nằm trong cái nghiệm tổng quát này với trường hợp C bằng 0 nữa. Chúng ta nhớ ở đây chúng ta lấy luôn C bằng 0. Và ở trên chúng ta lấy C khác không. Và như vậy chúng ta có nghiệm của phương trình trên là Y trừ 2X tất cả bình phương bằng C nhân cho Y trừ tất cả lũy thừa 3 các em. Cái này tất cả lũy thừa 3 bằng C nhân cho Y trừ X trừ 1 bình phương, hay là Y bằng X cộng 1 với tất cả các C thuộc về R. Ở đây chúng ta không viết ra nhưng ta hiểu ngầm rằng với tất cả các C thuộc về R đó. Với tất cả các C thuộc về R. Chúng ta xét thêm ví dụ nữa. Có dạng D bằng 0. Ví dụ như giải phương trình này.
Thì các em thấy rằng là ở đây chúng ta có là hai cái này tỷ lệ nhau nè, cái này là 1, cái này là 1, cái này là 2, cái này là 2, tức là AB và A phải B phải tỷ lệ nhau. Thì chúng ta thấy cái hệ phương trình này là nếu chúng ta lấy phương trình dưới trừ 2 lần phương trình trên thì chúng ta dẫn đến là gì? Trừ 1 rồi trừ cho 4 nữa, trừ 5 bằng 0 là vô nghiệm, cái hệ này vô nghiệm. Ở đây chúng ta có D bằng 0 đó các em, nói chung là D bằng 0. D bằng 0 á thì chúng ta đặt Z hay là T cũng được bằng X cộng Y nè, đó. Thì cái này chúng ta sẽ có là T cộng 2, cái này sẽ được 2T trừ 1 thôi. Và lúc đó chúng ta có DY sẽ bằng là DT trừ DX. Chúng ta thế vô phải không? DY sẽ bằng DT trừ DX. Thế vào. Thì phương trình 11 của chúng ta sẽ thành là ở đây là T cộng 2, ở đây là 2T trừ 1, ở đây là DX thì giữ nguyên, D thì bằng DT trừ DX. Chúng ta thế vào thôi các em. Đó. Phương trình 11 của chúng ta sẽ thành là T cộng 2 nhân DX cộng cho 2T trừ 1 nhân cho DT trừ DX. Như chúng ta đã tiên đoán trước là như vậy. Thế vào thôi, đơn giản thôi. Đây là công việc mà của lớp 6, lớp 7 thôi. Phải không nào? Bây giờ các em đặt DX làm thừa số chung và DT làm thừa số chung đi nào. Thì chúng ta có gì? Ở đây các em thấy DX làm thừa số chung thì chúng ta có đây là 2 nè. Ở đây là cộng DX nữa nè. Là 3 nè, 3 DX. Ở đây chúng ta thấy là T nè. Ở đây là mấy T? Ở đây là trừ 2T là 3 trừ T DX. Còn cái này là 2 trừ 1 nhân cho DT nè, 2 trừ 1 DT. Bây giờ chúng ta muốn chia hai vế cho 3 trừ T để chúng ta đưa về phương trình tách biến, phải không? Đưa về phương trình tách biến. Vậy thì chúng ta xét xem T bằng 3 có là nghiệm hay không các em? Các em coi thử T bằng 3 có là nghiệm không? T bằng 3 thì cái này bằng 0 phải không? T là hằng số thì DT bằng 0, do đó T bằng 3 là nghiệm. Chúng ta cho T bằng 3 là nghiệm. Rồi chúng ta chia hai vế cho 3 trừ T, rồi chúng ta chuyển vế qua, chúng ta được là 2 T trừ 1 chia cho T trừ 3. Chuyển cái này qua bên phải này, đó. Chúng ta viết lại cái này để chúng ta dễ dàng lấy tích phân. Chúng ta viết lại cái tử số là 2 nhân cho T trừ 3 cộng 5, tức là trừ 6 cộng 5 là trừ 1 như cũ, phải không? Mẫu số giữ nguyên này đó. Thì cái này chúng ta đơn giản được là 2 chia cho T trừ 3 cộng cho 5 chia cho T trừ 3. Chúng ta lấy tích phân một cách dễ dàng, phải không nào? Và bây giờ chúng ta tiếp tục lấy tích phân hai vế của cái phương trình là sau này nè. T bằng 3 giữ nguyên nè. Cái này lấy tích phân là x. Cái này lấy tích phân lên là gì? 2 lấy tích phân là chuyển vế qua luôn nè, là trừ 2T. Cái này lấy tích phân là gì? 5 lần log trừ đối của T trừ 3, chuyển vế qua là trừ 5 log của T trừ 3. Vế C thuộc R, chúng ta chuyển hết cả vế trái luôn, vế phải chúng ta là cho bằng C. Và bây giờ chúng ta lại thay T bằng x cộng y vào, thay T bằng x cộng y vào. Thì chúng ta có cái này sẽ bằng là trừ x rồi trừ 2y rồi trừ 5 lần log của x cộng y trừ 3 rồi bằng C. Thì chúng ta nhân hai vế cho trừ 1, chúng ta đặt C1 là bằng trừ C đó. Thì chúng ta đổi dấu lại bên này lại thì thành là x cộng 2y cộng 5 log của trị đối x cộng y trừ 3 với C1 thuộc về R. Và ở đây C1 chính là trừ C đó các em. Ở đây C1 chính là trừ C. Và như vậy chúng ta đã xong cái ví dụ này rồi đó. Xong cái ví dụ về phương trình đẳng cấp. Xong cái ví dụ về phương trình đẳng cấp. Ví dụ này là kết thúc của chúng ta về phương trình đẳng cấp. Phương trình tuyến tính cấp 1 là một phương trình rất phổ biến trong phương trình vi phân cấp 1 và là một nội dung tương đối quan trọng. Bây giờ các em theo dõi tiếp cái phương trình vi phân tuyến tính cấp 1. Phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đó là có dạng là y phải cộng cho bx nhân y bằng qx.
Thật ra cái này đó các em, phương trình tuyến tính cấp N thì nó có dạng là gì? Sigma CI nhân Y đo hàm bậc Y bằng QX gì đó. Và ở đây là bậc 1 thôi, thì chúng ta có đơn giản là Y phải cộng BX Y bằng QX. Thì trong đôi B và Q là hai hàm số liên tục trên một miền cho trước nào đó, thì miền cho trước đó có thể ngoặc AB nào đó chẳng hạn. Bây giờ trước khi giải cái phương trình 1 này, chúng ta giải cái phương trình đơn giản hơn phương trình 1. Phương trình đơn giản hơn phương trình 1 nghĩa là phương trình có vế phải bằng 0, tức là có QX bằng 0 đó các em, có QX bằng 0. Cái phương trình 2 này được gọi là phương trình thuần nhất tương ứng với phương trình 1, hay là phương trình đẳng cấp tương ứng với phương trình 1. Trước khi giải phương trình 1, chúng ta thử giải phương trình 2, bởi vì giải phương trình 2 là rất đơn giản. Chúng ta dễ dàng đưa phương trình 2 về phương trình tách biến. Và sau đây chúng ta sẽ giải phương trình 2 trước khi đưa ra cách giải phương trình 1. Mời các em theo dõi tiếp. Bây giờ chúng ta ghi lại cái phương trình 2 này các em đó, phương trình 2. Chúng ta thay d y trên dx là bằng y phải, phải không? Thay y phải bằng d trên dx. Và chúng ta xét xem y bằng 0 có là nghiệm hay không nào. Chúng ta thấy rằng y bằng 0 rõ ràng là nghiệm. Phải không? Rồi chúng ta thay y phải bằng d chia dx, chuyển cái này qua bên vế phải và đồng thời chia hai vế cho y, chia hai vế cho y, chia hai vế cho y. Ở đây chúng ta có phương trình tách biến này các em. Chúng ta lấy tích phân hai vế, chúng ta có được là log trị đối của y sẽ bằng trừ tích phân của bx dx. Điều này sẽ tương đương với gì? Tương đương với trị đối của y bằng cái ơ mũ tích phân này. Bỏ trị đối ra, chúng ta được y bằng cộng trừ ơ mũ trừ tích phân này. Trừ tích phân này. Và bây giờ các em để ý rằng chúng ta sẽ đặt C này bằng gì? Bằng cộng trừ ơ mũ C1. Và cộng trừ ơ mũ C1 là nó khác không. Do đó C chúng ta là khác không. C chúng ta khác không. Do đó phương trình 2 chúng ta tương đương với y bằng 0 hay y bằng C nhân cho ơ mũ trừ tích phân của bx dx với C khác không. Vậy bây giờ chúng ta thấy rằng nếu trường hợp C bằng 0 thì dẫn đến điều gì? C bằng 0 thì dẫn đến y bằng 0. Do đó chúng ta kết hợp trường hợp C bằng 0 vào đây luôn, y bằng 0 vào đây luôn. Do đó chúng ta có cái dòng trên này sẽ tương đương với y bằng C nhân cho ơ mũ trừ tích phân của bx dx với tất cả các C thuộc về R. Chúng ta lấy luôn cả trường hợp C bằng 0. C bằng 0 sẽ dẫn đến y bằng 0 là trường hợp riêng này nè các em đó. Vậy thì chúng ta có nghiệm của phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 đẳng cấp, tức là thuần nhất, là có dạng như thế này. Sau này chúng ta sẽ nhờ vào cái dạng này để giải phương trình vi phân tuyến tính không thuần nhất. Hôm nay bài giảng tới đây là kết thúc. Lần sau thầy sẽ nói tiếp cho các em về cách giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 1 không thuần nhất dựa trên phương trình vi phân tuyến tính thuần nhất mà chúng ta vừa giải xong. Hy vọng rằng bài giảng vừa rồi có thể giúp các em nắm sâu hơn bài học trong lớp của các em. Mong rằng các em chuyên cần hơn, kiên nhẫn hơn để theo dõi tiếp tục bài học chúng ta. Thân chào các em, mong các em thành công.